Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang có một chiếc xe Ford Ayares phiên bản Titanium đang trong quá trình là phủ gầm, cho nên là nhân tiện cái chiếc xe đang được nâng lên và Cường hạ cái bánh dự phòng xuống để chia sẻ cho các bạn về cái bánh dự phòng của chiếc xe Ford Ayares nó như thế nào. Bởi vì Cường nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khách hàng là cái bánh dự phòng của Ford Ayares nó không giống như là bốn cái bánh xe nguyên bản, bốn cái bánh xe mà lắp trên cái xe, mà nó lại khác đi, thì cụ thể nó như thế nào và công dụng của nó ra làm sao và các bạn lưu ý gì khi mà chúng ta thấy bánh dự phòng cho Ford Ayares, thì Cường mời các bạn tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay nha. Là bánh dự phòng của chiếc xe Ford Ayares này các bạn hãy cùng nhìn sơ một vòng đi. Và tất nhiên mâm của nó là mâm thép, để Cường tìm cho các bạn xem về cái thông số của cái bánh dự phòng này nó là size bao nhiêu. Đây các bạn có thể thấy size của nó là 255/70R17. Thì theo tính toán của Cường á, với cái mâm này, tuy cái mâm thép ở bên trong chỉ có 17 inch thôi, nhưng cái bề lốp nó rất mập các bạn, nó rất mập. Và cái kích thước khi mà chúng ta dựng đứng cái bánh này lên, đây Cường sẽ dựng đứng cái bánh này lên cho các bạn xem nha. Và Cường sẽ quay qua bên cái phần bánh nguyên bản của nó để cho các bạn hình dung cái chiều cao của nó có bằng hay không. Thì đây các bạn có thể thấy hai cái bánh dự phòng có cái chiều cao tương đương nhau nha các bạn. Ở trong video thì do cái bánh này đặt ở đằng trước cho nên các bạn nhìn nó có thể là nó to hơn cái bánh kia, nhưng mà về chiều cao thì các bạn nhìn thực tế bên ngoài là y chang nhau nha, tức là cái chiều cao từ cái mặt đất lên trên cái phần đỉnh đó là hai bánh là tương đương nhau. Tuy cái mâm này là 17 nhưng mà do cái thành lốp nó mập hơn cho nên là chiều cao nó vẫn giống như là cái phần bánh nguyên bản. Còn về mâm thì cái mâm zin của nó, cái mâm nguyên bản bốn bánh xe là mâm 20. Thì khi mà mình thay cái mâm lốp dự phòng này lên thì đúng nghĩa của nó là chỉ để dự phòng thôi các bạn. Và khi các bạn thay lên thì cái chiều cao của cái xe, cái kích thước thì nó không thay đổi, nhưng mà nhìn vô rõ ràng là biết ngay đây là cái bánh dự phòng và mình không thể nào mình để lâu dài để mình đi được. Cho nên cái bản chất của nó đúng nghĩa là mâm lốp dự phòng thay lên, sau đó là buộc các bạn phải thay lại, tìm cái điểm vá cái mâm lốp mình vừa mới thay xuống và mình vá lại, sau đó mình thay vô để cho bốn cái xe nhìn cho nó đẹp. Chứ cái này đúng nghĩa chỉ là mâm lốp dự phòng. Rồi một số cái lưu ý để chia sẻ các bạn về cái bánh mâm lốp dự phòng này. Ở đây thì nó sẽ không ghi cho các bạn cái thông số tối đa mà với chiếc xe khi mà mình thay cái bánh dự phòng này nó là bao nhiêu. Tuy nhiên với kinh nghiệm của Cường cũng như là những cái khuyến cáo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, thì khi các bạn chạy, khi mà các bạn thay cái mâm lốp này á, cái vận tốc chúng ta không nên chạy quá 80 km/h. Bởi vì các bạn hình dung á, là khi chúng ta chạy lên cái vận tốc cao, tuy là cái kích thước, cái chiều cao vẫn như nhau, nhưng mà các bạn biết là khi mà lên tốc độ cao á, cái sự cân bằng và ổn định của một chiếc xe nó đòi hỏi rất lớn các bạn. Các bạn hình dung nè, cái phần lốp mập này nè, thì cái kích thước nó vẫn như nhau, nhưng mà do cái phần lốp cao su này nó mập cho nên là cái khả năng lên xuống của cái này nó sẽ có cái biên động lớn hơn so với lại một cái bánh có cùng kích thước nhưng mà cái mâm nó bự hơn. Các bạn hình dung nha, cái phần cao su này nó mập cho nên là cái khả năng lún xuống, cái biên độ đàn hồi của nó sẽ tương đối là lớn, thì nó sẽ dẫn đến là bốn bánh xe nó không được cân bằng tuyệt đối như là bốn bánh xe giống nhau, mà nó vẫn có một cái sự gọi là một cái biên độ trong cái mức độ cho phép nào đó. Cho nên là các bạn lưu ý. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiết diện bề ngang thì là tương đương với lại là mâm zin là 255, cái này 255, cho nên là về độ bám là các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn về cái độ tốc độ cao, cái độ ổn định đó thì là rõ ràng nó không thể nào bằng mâm 20 mà cái phần lốp nó mỏng hơn. Rồi một cái lưu ý nữa là về cái khả năng chịu lực thì các bạn hoàn toàn yên tâm với khả năng chịu lực của cái mâm thép này, nó tương đương với lại là mâm đúc kích thước là 20. Cho nên về khả năng chịu lực tải hàng thì các bạn hoàn toàn cứ phun tải thoải mái mà không vấn đề gì. Chỉ cái tốc độ cao á, thì khi mà ví dụ như các bạn chạy cao tốc á, thì cái xe của mình á, cần một cái sự ổn định và cân bằng. Ví dụ như các bạn chạy lên ngoài 80 một đoạn thì nó cũng chả sao đâu. Nhưng mà để mà có một cái sự cân bằng ổn định tuyệt đối như là bốn cái mâm lốp zin thì nó chưa đạt được thôi.
chứ nó cũng không đến cái mức mà nó làm cho mình sợ đâu các bạn. Thì cái đó chỉ là cái lời khuyên của Cường thôi. Rồi một cái còn muốn chia sẻ các bạn nữa, đó là tại sao nhà sản xuất người ta lại làm một cái mâm thép như vậy mà không làm một cái mâm búp kia. Thực ra mà nói thì các bạn hãy để các dòng xe đi, không phải riêng gì Ford Everest đâu, đa số người ta sẽ làm mâm thép thôi. Thứ nhất là nhà sản xuất người ta phải tiết kiệm chi phí. Cái chi phí ở đây nó không phải là quá lớn trên một chiếc xe. Ví dụ như các bạn hình dung cái này nó tiết kiệm được 2-3 triệu so với lại cái mâm zin đi, lốp zin đi. Thì nó cũng không phải là một con số quá lớn đối với lại một chiếc xe có cái mức giá là hơn 1 tỷ. Nhưng mà nếu mà xét trong một cái phương diện rộng hơn, xét từ góc độ nhà sản xuất, thì các bạn hình dung là một cái xe mà nó tiết kiệm 2-3 triệu, 3-4 triệu đi, thì 1.000 cái xe, 100.000 cái xe thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Thì khi mà tiết kiệm được cái chi phí đó thì nhà sản xuất họ lại có một cái ngân sách để người ta đầu tư, người ta nghiên cứu và bổ sung thêm cho chiếc xe Ford Everest này với những cái tính năng, với những cái tiện nghi, cái chất lượng nó tốt hơn. Thay vì các bạn hình dung là cũng là một cái mức giảm, ví dụ như 1.245 đi, nhưng mà cái chi phí là bỏ ra cho hơn cái bánh dự phòng này thêm 3-4 triệu đi, thì người ta lại cắt bớt đâu đó trên cái xe đó nó 3-4 triệu để người ta cân bằng cái chi phí ba lăng của cái nhà sản xuất. Cho nên là với phương diện của nhà sản xuất và những cái kinh nghiệm của những người người ta hiểu một chút về xe, thì rõ ràng về cái mâm dự phòng này là hoàn toàn có thể là mình thấy nó hợp lý thôi các bạn, chứ không phải là một chiếc xe tiền tỷ mà cái mâm lốp dự phòng này nó làm mâm thép thì có gì đó là một cái điều gì đó nó quá là kịch cớm, đúng không? Nhưng mà thực tế thì người ta đều có lý do của bạn á. Và thực tế thì các bạn sử dụng xe thì cái việc mà hạ bánh dự phòng để thay cái bánh dự phòng xuống thì mình nói thật, đếm trên đầu ngón tay các bạn. Thậm chí có những khách hàng đi va 4-5 cái bánh dự phòng chưa hạ luôn. Cho nên các bạn hình dung nếu mà đầu tư vào đây một cái mâm lốp bằng thép, bằng đúc giống như là bốn cái bánh, nhưng mà mình thấy nó đẹp đó, nhưng mà thực tế mình có sử dụng tới đâu. Hay là nhiều khi mình đầu tư mình để gió cho đẹp thôi, chứ công dụng của nó thì nó cũng chả hơn gì cái bánh dự phòng này cả. Mà chúng ta, nhà sản xuất, từ góc độ nhà sản xuất người ta tiết kiệm thì có cái chi phí đó người ta lại đầu tư cho chiếc xe, chúng ta có những cái trang bị option nó tiện nghi hơn. Còn về mâm lốp chiếc xe này thì kích thước là y chang như là cái kích thước của bản zin. Cho nên là về nói về chiếm cái không gian diện tích để mà làm cái mâm lốp bằng thép thì nó không phải. Tức là có những cái xe người ta làm cái mâm lốp dự phòng nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn so với lại kích thước của bốn bánh xe. Thì lý do là người ta tiết kiệm cái không gian cho cái phần cốp để đồ đằng sau. Nhưng mà đối với Ford Everest thì là người ta để ở cái phần đằng dưới này. Cho nên là không cần cái câu chuyện là không gian hay là diện tích gì hết, mà người ta cứ làm xài bằng cái xài cái bề ngang nó bằng luôn. Và về cái mâm thép này thì tất nhiên nó sẽ nhẹ hơn cái mâm đúc này. Cái mâm đúc này đáng kể lắm ạ, nó có thể nhẹ hơn là 7-8 kg luôn á. Nhưng mà với một cái xác to như thế này, Everest SUV đích thực, thì 7-8 kg không là một cái con số gì đó quá đáng kể đâu. Mà cái câu chuyện cốt lõi thì chỉ là cái câu chuyện tiết kiệm chi phí, để nhà máy họ có những cái chi phí họ đầu tư cho chiếc xe của chúng ta, có những cái trang bị mà chúng ta hàng ngày sử dụng nó nhiều hơn, tiếp xúc với nó nhiều hơn. Ví dụ như Cường nói thay vì đầu tư cho cái mâm lốp này thêm 3-4 triệu để giống như cái mâm đúc, thì người ta lấy 3-4 triệu đó người ta làm cái chất liệu da ở bên trên nó tốt hơn, nó xịn hơn. Và cái chất liệu da đó là cái chất liệu mà chúng ta hàng ngày chúng ta sờ và chúng ta cảm nhận, thì rõ ràng về cái mặt trải nghiệm, về cái mặt người dùng thì chúng ta sẽ được nhiều hơn so với lại cái việc là mình đầu tư cho một cái mâm lốp dự phòng mà nó giống như cái mâm đúc các bạn. Đó là cái lý do của nhà sản xuất đó. Thì Cường muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn hình dung, các bạn hiểu được là tại sao một chiếc xe, đa số tất cả 90% luôn, tất cả các xe bánh dự phòng người ta cũng đều làm kiểu như thế này. Một đó là kích thước bằng với lại mâm lốp zin, nhưng mà mâm thì là mâm thép, hoặc là người ta có thể làm nhỏ hơn luôn. Thì về mặt trải nghiệm, về mặt sử dụng thì nó không ảnh hưởng quá nhiều và gần như là không ảnh hưởng luôn. Nhưng mà người ta lại tiết kiệm được cái chi phí để người ta đầu tư cho cái xe của chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Và có chủ đề gì hay, Cường sẽ làm video chia sẻ cho bạn theo những cái kiểu video trải nghiệm thực tế như thế này. Và các bạn mà có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.